Đi buôn bán phải không anh Phi? Đi mua. Đi mua bán là có tiền xây sở này kia chứ anh Phi? Tiền nhà trọ, tiền ăn uống. Đó, bây giờ anh suy nghĩ đi, bây giờ anh cũng xài hết tiền rồi. Bây giờ nên là anh không đi buôn bán á, là sẽ người ta đuổi anh ra khỏi phòng. Đúng. Một có người ta đuổi ra khỏi phòng. Hai á, là anh kiếm cái vật chất ở trong phòng của anh sẽ bán. Sẽ bán đi. Không, em không bán đồ với em. Hả? Không bán đồ. Đồ em cấm là em không bán. Buôn bán gì? Đó. Không ở đây nữa mà không bán. Đó, bây giờ là chị Huy không bán. Không. Mình về nhà chỗ khác, mình dọn đi. Làm gì bán? Bán rồi sống lại. Mình tốt hơn. Không bán. Áo mưa bay rồi. Đó bây giờ. Đó bây giờ là chị Huy nói là bây giờ đi mua thì anh không đi mua. Anh không đi mua tới ngày anh dị hoài mà anh không đi mua là anh tiền đó anh đóng nhà trọ cho người ta anh Phi, anh nói anh Phi. Không mà tới tháng này mà gán kiếm tiền. Bây giờ đợi tới tháng gì nữa, bây giờ là ngày mai người ta quyết định người ta đi mua đi. Phải không chị Huy? Đó, chị Huy nói là giờ nhà anh ấy ở là khỏe thân đó, bây giờ anh tính sao anh Phi? Đó, bây giờ là chị Huy muốn cuốn đi hết trơn đó kìa. Là nhà, ý là nhà anh ở, nhà chị Huy ở. Thì tới tháng này em tạo điều kiện em kiếm đóng được rồi. Ờ, đảo với anh là anh không đi buôn bán là tiền, không có tiền đóng nhà trọ cho người ta đâu. Chứ đừng có nói anh là, anh đừng nói là cuối tháng, đầu tháng thì anh kiếm tiền anh đóng. Bây giờ người ta đi làm liền, mai người ta đi buôn bán liền, chưa thấy gì nữa anh Phi. Rồi mai mua bán. Đó, chị Vy, giờ chị Vy tin anh Phi mai đi mua không anh chị Vy? Đó, bây giờ vợ của anh không tin anh đi mua nữa mà sao mà ai tin anh Phi? Bây giờ anh tính nè, bây giờ anh tính theo ý của vợ của anh hay nè, hay là anh tính theo ý của anh? Không nói nhiều. Nói gì là hiểu rồi, nói gì. Đó. Bây giờ anh ý của ông Quy là vậy đó, bây giờ anh tính sao? Ý là sao? Đó, bây giờ chị hỏi chị Quy, bây giờ chị... Cái giường rồi à? Trời ơi, bà bán cái giường luôn hả? Ê, sao ý nè? Không được đâu ha, đồ của người ta tặng cho mình đó, kỷ niệm đó. Dù không có tiền chết đói cũng phải mình đi kiếm thôi nha, đừng cái vật chất của người ta mà mình đem đi bán này kia đó. Em không có ý nghĩ gì vậy? Là anh Phi là tâm anh Phi là không có muốn bán đồ cho người ta. Đúng rồi, đồ của mình để mục thì thôi chứ đồ người ta nhà tặng. Mình em sống bằng gió, em sống. Vậy là cái đồ cái giường này là cái đồ của cái giường này. Qua rồi, đóng 2 tháng thôi. Anh Phi, cái giường này là người ta tặng mình là cái đó là kỷ niệm phải không anh Phi? Dạ. Là để chừng nào hư mục thì thôi bỏ chứ không bán, đúng không anh Phi? Chính xác. Vậy là tính của anh Phi là nói chung bây giờ là không có tiền, dù không có tiền cái nào cũng không bán cái giường này đi. Phải không anh Phi? Bán là hai chồng ngủ với đó. Không bán. Không, bây giờ là ngủ dưới đất, không ngủ dưới đất, không cần thiết. Chủ yếu là cái vật chất của người ta mà trao tặng cho mình nè, là người ta có tấm lòng tốt, người ta mua cái giường này để cho hai vợ chồng mình nằm nè. Đó, vợ chồng em cảm ơn. Nhất phát là không bán. Đó, bây giờ dù người ta trả bao nhiêu không cần biết, là mình, cái đó là mình không bán, là mình để sự diện của cái người mà trao tặng cái giường cho mình. Đó, rồi anh mà bán đi rồi người ta sau này ai dám gì cho mình nữa anh Phi? Đúng rồi, mất niềm tin rồi. Đúng rồi, mất niềm tin rồi. Bây giờ dù cỡ nào mình không có tiền, cỡ nào mình cũng phải bơi. Bán cái giường này. Phải bơi. Phải bơi kiếm bán tiền chứ. Là 500 ngàn em đã ra lấy tới rồi. Ai biết? Sao lưỡng em rồi. Để em bỏ gàng rồi. Đó. Thấy không, chị Huy kiếm tờ 500 ngàn nữa đó, thấy chưa anh Phi? Có để thêm mà. Để gì nó ẩu cả. Rồi. Con
ngoài lụm. Rồi ra ngoài thì người ta lụm mất tiêu rồi, giả gì người ta tha rớt ở ngoài thì người ta lụm mất tiêu rồi, ai mà trả mình? Không có. Rồi, không ra rồi. Không có để đó, anh có để nãy đây nè. Để nãy ở đây rồi còn ở đây. Em còn đây mà, sao mất tiêu rồi? À. Đó, tiền bây giờ để lộn xộn bây giờ mắc tham mắc tiền nữa ha. Mới đây để là mắc. Mới đây gì? Tiền của chị để ở đâu mà chị nhớ lại coi. À. Ý là trong nhà không á. Không, để ở đây nè. Để ở đây thì có ở đó thôi chứ đi đâu. Không thấy gì. Có đâu. Tiền của chị mà chị giữ không được nữa mà sao mà chị giữ cái gì được chị Bí? Nó để lại thì mà có hai chồng em ở nhà mà lấy. Đó, đủ má người ta đi ngang người ta lụm cái bắt đầu đổi thừa. Đó, thấy chưa? Đó, rồi tại 500 đó rồi đổi thừa người này người kia ha. Dạ, nó để đây mà sao mà đó. Đó. Cũng hên đó, không ai đi ra đi vô, tao đi ngang đi vô, tao lụm rồi đó. Thấy không? Nó ẩu không? Thấy không anh Phi? Ờ, thầy nó giữ đó. Đó rồi mình ghi. Nhà đất ở ngoài. Đó rồi em mình. Em nói em không thừa anh á. Không, ở trong đây thì chỉ có em, rồi anh, người chị thôi, ba người thôi. Hai chồng nó ở nhà. Đó. Đó. Đó rồi chị Huy là bây giờ là số tiền đó chị Huy ví dụ á, ta 500 này nè, chị Huy mắc nè, đó. Rồi bây giờ người ta đi ngang người ta lụm, rồi chị Huy đổi thừa ai? Đó. Không có ai mắc thì bỏ. Không phải là mình mắc rồi bỏ, mình trong khi đó lại ba người. Số tiền của mình đó mình dụ mình cắt không được thì thôi chứ. Hai chồng ở nhà mà ai mày lấy? Không để tao lấy của em. Đó. Nói, thấy không? Nhờ em giờ đi ra thấy thấy tờ 500 ở ngoài này thấy không? Người ta đi ngang là lụm liền. Là mắc là hai đi chồng bây giờ mắc. Đó. Vậy đó. Dễ nói anh đi. Ờ mình biết hả? Tao nói hai chồng mình biết a rồi mày còn họ mày vô sao mà không nói? À. Không thừa. Tao mất tiền, tao mất kệ, tao có như mắc bỏ. Thì họ tao mua chịu mất tao chưa nói. Thầy bỏ cho tôi là vàng đi. Đó vậy rồi bây giờ tiền bây giờ là chỉ còn một tờ 500 nữa là hết luôn hả chị Huy? Hả Phi? Đó bây giờ còn tờ 500 nữa là sạch bách luôn rồi đó. Ngồi mấy chị bà? Đừng có nói gì đâu. Sống có tê đi, đừng là nhảy ảo đi. Đó bây giờ thấy không? Thấy không, tiền của chị mà chị cất cũng được nữa mà sao mà gì chị Huy? Đó là, cái này là phương niệm nó gớt, không phải là tự gớt. Có cãi thôi, cái niệm nó gớt đó cũng hên đó. Anh Tư gạo lại là không kịp đó, anh Tư gạo lại kịp là lụm tờ 500 rồi. Tiền mà để gớt tờ 500 ở ngoài này nè mà nó đi kiếm hồi nãy giờ kiếm không thấy, người ta đi gặp người khác là người ta lụm rồi đó, thấy không? Anh Tư gạo mà nãy lại sớm là anh Tư gạo lụm tờ 500 cho đi vô rồi đi khỏi cãi đó. Bây giờ lụm được tiền rồi nè, bây giờ để cho để đây nè. Đó cũng hên đó, cũng hên anh Tư gạo lại không kịp đó, nắp thì bỏ. Hả? Tôi mắc mày bỏ hai mà. Trời ơi, chú ý nó mắc tiền là bỏ luôn kìa. Bây giờ nó nói điện thoại tao mắc tao không nói gì nữa, lụm mà 500 ngàn nằm nhồi bắt mày bỏ. Trời ơi. Đó bây giờ thấy tiền bây giờ là giờ gì đó anh Phi? Đó tiền bạc rồi bỏ túi. Nè mày chút xíu gớt nè ha, đi ngoài đường gớt bắt đầu đi kiếm nữa nè anh Phi. Vô ngồi đi. Đó. Nghe không? Đó bây giờ đi nữa đó. À đi, hai giờ. Mày ngoài hoài đi, mày thấy tối đi. Mày ăn có nổi mày ngoài hoài đi. Đó, bây giờ là. Mày đừng chỗ mày vừa thôi nghe. Đó, bây giờ chị Huy dẫn là chị Huy xách xe đi luôn đó là không. Mày nghe mày ăn cái ngày mày ăn mày nhẹo nhẹt ở nhà hoài vậy. Mày khỏi là có mày quen hết vậy. Hả?
quá vậy, vui vẻ. Mình đàn tao vui vẻ nào? Làm gì anh vui vẻ em? Má! Mày muốn khỏi tao mà nào? Đó, bây giờ là chị Huy tức nói anh chủ ẻo chị Huy đó anh Phi. Làm gì anh chủ ẻo em? Mày ngồi hoài. Đó, bây giờ là chị Vy bực bội không có tiền đó, bây giờ anh cứ ngồi anh ăn ngồi nhậu hoài cho anh Phi. Mẹ ông tư là kiếm em đó. Dạ. Đó, mình nết nó không giữ. Rồi biết à. Đó, chị Vy bây giờ nói là giận luôn anh Tư bây giờ đó, từ gạo sẽ vô đó thấy không chị Vy? Hỏi một chút xíu nữa cả trẻ cả chừng 5 phút nữa anh Tư gạo lại lụm 500 là đi mất tiêu rồi. Không anh chắc nó còn chiên ăn được mà. Được tạ 500 là ngon luôn á anh Tư. Thôi qua đây chị Huy cho cái đầu bánh tét đó anh Tư. À, bánh tét đó còn chiên ăn được không? Không biết nữa. Hư đâu mà, này chắc chiên lên lâu quá nè, lên móc nè. Thâu này cũng chiên ăn được nè, bánh tét này nè. Đó. Còn đòn nữa kìa, lấy hết luôn đi. Rồi chị Vy kêu anh lấy mì xong lấy đêm gì ăn anh Tư. Đó bây giờ tính đi đâu chị Vy? Tới ngày anh ngồi nhậu một chỗ hoài đó thấy chưa? Nhậu gì vậy? Mình ngồi mình làm được cái gì đó mày. Ồ. Giờ anh Phi không có làm gì được hết, được cho trống gì hết trơn anh Phi. Để cho chị Vy nói câu đó lên anh Phi. Quả lên giờ chị Huy cũng bây giờ cũng biết nóng dữ ha. Nóng lên nó thôi giờ anh Tư gạo đi qua chỗ chị Huy liền anh Tư gạo. Đó, lấy tiền chị Huy xin tiền của chị Huy nữa rồi đó.